Kính thưa quý vị, chính quyền Ukraine xác nhận đã có quân nhân bị thiệt mạng, tin từ Kiev. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia của Ukraine, ông Andriy Paruby, ngày hôm nay đã xác nhận rằng một số binh sĩ đã bị giết chết ở miền đông Ukraine trong một cuộc tấn công vào đêm qua. Lực lượng an ninh cho biết cuộc đụng độ đã diễn ra ở khoảng 20 cây số về phía nam của trung tâm công nghiệp của Donetsk, hiện đang do lực lượng ly khai kiểm soát. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết những kẻ vũ trang đã nổ súng vào một trạm kiểm soát của quân đội gần thị trấn Volnovakha ở trong khu vực Donetsk. Ngoài ra, trong đêm qua, còn có một cuộc tấn công ở phía bắc của Luhansk và hai cuộc tấn công ở gần biên giới giữa Nga và Luhansk. Ông Paruby nói quân đội đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công khủng bố, nhưng đã không xác nhận có bao nhiêu người đã bị thiệt mạng. Nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 8 binh sĩ đã bị thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Ngoài ra, quân đội biên phòng của Ukraine cho biết, trong đêm qua, họ đã đẩy lùi hàng chục thành phần ly khai có trang bị súng phóng lựu đạn muốn đi vào khu vực Luhansk từ phía Nga. Nhiều binh sĩ biên phòng đã bị thương. Ông Paruby dự kiến sẽ có thêm các cuộc tấn công trong thời gian dẫn đến ngày bầu cử. Thành phần ly khai thân Nga đã tuyên bố sẽ phá vỡ cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5. Chính phủ Kiev đã thừa nhận rằng cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật không thể được tổ chức trong một số khu vực của vùng Donetsk và Luhansk và đã cùng với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cáo buộc mặt từ khóa cố ý tìm cách làm suy yếu nền dân chủ Ukraine. Nga đã phủ nhận tính hợp pháp của chính phủ Kiev hiện tại và Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng mặt từ khóa có quyền can thiệp cho những người nói tiếng Nga ở bên ngoài biên giới của Nga, và đã bày tỏ sự cảm thông với những người ở miền đông Ukraine mà ông nói đã bị chính phủ Kiev phân biệt đối xử và quấy nhiễu.